Thiếu nhi các con rất thân mến. Ngày hôm nay ngày lễ các con có vui không? Cha có một số câu hỏi từ dễ nhất cho đến khó hơn một chút, khó hơn chút nữa. Và nếu tụi con trả lời được thì ngày hôm nay có quà, quà rất là lớn đấy. Và quà đấy cha đặc trách đang giữ. Sau lễ, nếu mà tụi con trả lời đúng, sau lễ cứ đến tìm cha đặc trách mà nhận quà nhé. Yeah. Câu hỏi dễ nhất cha muốn dành cho các em bé nhất. Ngày hôm nay, như ở đầu lễ, nếu tụi con nãy tụi con lắng nghe, hôm nay gọi là lễ gì vậy đó nhỉ? À đây, con đã giơ tay đầu tiên, cha thấy. Thưa cha, là lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Đúng rồi, cho con một tràng pháo tay. Lát con gặp cha đặc trách nhận quà nhé. À đây, 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 có quà cho con. Đấy, quà của cha đặc trách đấy. Ngày hôm nay là ngày lễ Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đức Chúa Trời. Cha chia sẻ thêm cho các con một chút về cái ý nghĩa lịch sử, có lẽ là tụi con không có nhớ được đâu. Đây là một đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ. Đây là một tín điều được công bố tại công đồng Ê-phê-sô năm 431. Năm 431, công đồng công bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Bây giờ nói đến tín điều các đặc ân của Đức Mẹ. Các con biết Đức Mẹ nhận được mấy đặc ân, có mấy tín điều về Đức Mẹ? Câu này khó hơn này. À đây con. Thưa cha, là 4 đặc ân. Kể xem con nhớ được mấy cái. Thưa cha, là mẹ vô nhiễm nguyên tội, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trên, mẹ hồn xác lên trời. Quá giỏi, cho con một tràng pháo tay thật lớn. 4 đặc ân, 4 đặc ân về Đức Mẹ. Mẹ được 4 cái đặc ân. Và đó cũng là cái 4 tín điều. Nhưng mà tín điều đầu tiên được giáo hội công bố là tín điều mà ngày hôm nay chúng ta mừng kính. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa năm 431. Còn 3 cái tín điều sau. Đức Maria như con vừa kể đấy, các bạn nhắc lại coi. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Maria đồng trinh trọn đời, và Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. 3 tín điều đấy được công bố từ thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 20. Bây giờ câu hỏi khó hơn nữa. Tại sao Đức Mẹ lại được gọi là Mẹ Thiên Chúa? Thiên Chúa là to lắm, là lớn lắm. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật, dựng nên tất cả mọi loài mọi vật trên trời dưới đất này. Ấy vậy mà Đức Mẹ bây giờ lại được gọi là Mẹ của Thiên Chúa. Câu này đòi phải suy luận nhé. Ai trả lời được câu hỏi này? Tại sao Đức Maria lại được gọi là Mẹ của Thiên Chúa? Cha thấy có một cánh tay giơ lên. Dạ thưa cha, bởi vì Đức Mẹ là sinh ra Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cảm ơn con, công đoàn cho con một tràng pháo tay. Rất giỏi, rất giỏi về giáo lý. Các cha, các sơ, các cha, các thầy, các sơ và các anh chị giáo lý viên hướng dẫn giáo lý cho các con rất là tốt, các con nắm vững tín điều. Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa, và đây là điều mà đã gây tranh cãi. Như nãy cha nói đó, tín điều này được công bố ở trong công đồng Ê-phê-sô năm 431. Và ngay trong công đồng đó, các nghị phụ, tức là các vị dự công đồng, đã cãi với nhau, có những cái cuộc tranh cãi với nhau, nói là Đức Maria không thể là Mẹ Thiên Chúa được. Làm sao mà con người mà lại là trở thành Mẹ Thiên Chúa? Nhưng mà trong đó có những nghị phụ nói rằng không, bởi vì Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa, và ngôi hai ấy, trong ngôi hai ấy kết hợp hai bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Có nghĩa là
Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, đồng thời cũng là người thật. Và vì vậy, khi Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, Đức Mẹ không chỉ là mẹ Chúa Giêsu về phương diện con người, về bản tính con người, mà Đức Giêsu hai bản tính đấy phối hợp trong một ngôi vị duy nhất. Và vì vậy, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đấy, đây là về giáo lý. Thế nhưng mà chúng ta mừng lễ Đức Mẹ, chúng ta không dừng lại ở Đức Mẹ. Ngày hôm nay các con biết là ngày cuối cùng trong tuần lễ gì, gọi là tuần lễ gì? Tuần gì con? Sau lễ Giáng sinh cho đến ngày 1 tháng 1 gọi là tuần gì? À, mời con à, tuần gọi là tuần gì? Thưa cha, lễ vòng Giáng sinh. Không, chưa chính xác rồi con ơi, chưa chính xác rồi. Ai ở dưới này cho thấy có cánh tay này giơ lên nữa này. Thưa cha, là ước nguyện Giáng sinh. Chưa đúng rồi con ơi. Sau lễ Giáng sinh đến ngày mùng 1, 8 ngày đó, 8 ngày đó, cha gợi ý như vậy đó. Đây, lắc cái tay nữa này. Tết Tây. Hôm nay là Tết Tây đúng rồi. Nhưng mà cha đang hỏi cái thời gian á, từ sau lễ Giáng sinh cho đến ngày mùng 1 tháng 1 này nè, có 8 ngày đó. Giáo hội gọi là cái gì đó, chúng ta gọi là tuần gì đó, gọi tuần gì? Dạ thưa cha, là tuần lễ Bát Nhật. Chính xác, Bát Nhật Giáng sinh. Tuần Bát Nhật Giáng sinh, có một phần quà cho con. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật ấy. Ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật ấy. Và vì vậy, giáo hội cho chúng ta mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ngày hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt. Như nãy cha nói đó, chúng ta không dừng lại ở việc tôn kính Đức Mẹ, mà ngày hôm nay ngày cuối cùng, tức là ngày đỉnh cao trong cái tuần Bát Nhật Giáng sinh, Hội Thánh cho chúng ta mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Để qua Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta chiêm ngắm và thờ lạy Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Đấy là cái ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Ý thứ hai, như ở đầu lễ cha nói, hôm nay là ngày, đấy như nãy con nói, ngày Tết Tây, ngày Tết Tây, ngày đầu năm mới, đúng không ạ? Hội Thánh mời gọi tất cả các con cũng như tất cả cộng đoàn chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình của thế giới. Cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình của thế giới. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới này chưa bao giờ yên tiếng súng. Thế giới này ở ngoài kia, người ta vẫn còn cái cảnh chém nhau, giết nhau, chèn ép nhau, khiến cho cuộc sống của con người không có bình an. Và cái ý nghĩa sâu hơn nữa là từ cái hình ảnh Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, Chúa Giêsu được gọi là cái gì? Thái tử hòa bình. Thế thì chúng ta chiêm ngắm cái hình ảnh ấy, để rồi chúng ta nhìn vào cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện đặc biệt cho nền hòa bình của thế giới. Thế nhưng mà như nãy cha nói, chúng ta không chỉ sống bằng cái lời của chúng ta mà thôi. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của thế giới không chỉ bằng trên môi, trên miệng chúng ta, rồi cuộc sống của chúng ta không có thay đổi gì hết. Không phải như vậy. Mà chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, và đồng thời từng người trong chúng ta, kể cả người lớn cũng như trẻ con, các em thiếu nhi, tất cả mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm xây dựng và kiến tạo nền hòa bình ấy. Nghe lớn không các con? Các con gọi là có trách nhiệm xây dựng và kiến tạo nền hòa bình ấy. Vậy thì giờ các con thử chia sẻ thử cái này. Ai chia sẻ cho cha một vài cái ví dụ cụ thể theo các con nghĩ là các con có thể góp phần xây dựng và kiến tạo cái hòa bình. Ai có thể chia sẻ nào? Ví dụ nào? Những việc gì các con có thể làm được? Những việc gì? Cho mời con. Thưa cha, là cầu nguyện cho sự hòa bình. Rồi, cảm ơn con. Cầu nguyện, đời sống cầu nguyện rất cần thiết. Rồi, nhưng mà việc cụ thể hơn nữa, đời sống cầu nguyện
Còn những việc bên ngoài con có thể làm thêm nữa. Thế thì việc gì nào? Con có thể chia sẻ thêm. Dạ thưa cha, là cầu nguyện cho nước vẫn còn chiến tranh. Cầu nguyện cho những đất nước vẫn còn chiến tranh. Ví dụ nước nào con? Syria, Iraq, Ai Cập. Người Việt Nam chúng ta đi du lịch bên Ai Cập đấy, mới bị đánh bom đấy, có biết không? Mới bị đánh bom chết mấy người đấy, đấy, không có bình an. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ đánh bom ấy. Đấy, những cái chỗ đấy là chỗ không có bình an. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những đất nước ấy, cho dân tộc ấy, cho những con người ấy. Rồi còn việc gì cụ thể hơn nữa nè? Cho thấy rất nhiều ở dưới các bạn dưới kìa, giơ tay kìa. Con cha là cầu nguyện cho các người nghèo. Cầu nguyện cho các người nghèo, vâng, cảm ơn con. Có ý rất tốt đẹp. Nhưng mà cụ thể hơn nữa nè. Dạ thưa cha, là lần hai chú môn côi. Lần hạt chuỗi mân côi, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đúng rồi. Tất cả những cái điều mà các con vừa nói, cha thấy còn nhiều tay nữa, tất cả còn nhiều ý kiến khác nữa. Tất cả những điều các con vừa nói đều là đúng cả, không có sai. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những nơi mà hiện nay không có bình an, chiến tranh xảy ra, khủng bố xảy ra. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, cái này nó hơi khó và nó hơi cao đối với các con này. Nhưng mà những người lớn ở trong gia đình, đặc biệt các bậc phụ huynh, các bậc làm cha, làm mẹ, cần phải lưu ý. Chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của máng cỏ, chúng ta thấy một cái khung cảnh hết sức bình an ở trong ấy. Tuy rất nghèo, tuy rất đơn sơ, Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, lại cắt da cách thịt. Bên cạnh có mẹ Maria, có thánh Giuse, và có các mục đồng đến viếng thăm và thờ lại. Đấy đều là những cái con người rất nhỏ bé, rất khiêm hạ, rất đơn sơ, tín thác vào Chúa với tất cả tấm lòng, và những người có thể nói bị gạt ra khỏi lề xã hội. Họ là những người được sứ thần loan báo cho tin vui về việc con Chúa giáng trần. Và cái hình ảnh ấy hoàn toàn trái ngược với cái hình ảnh của bạo lực bên ngoài. Mà cái bạo lực dễ nhận biết nhất trong những ngày lễ Giáng sinh đó là hình ảnh của Herode. Khi nghe nói về có một hài nhi mới sinh ra và người đấy có những cái dấu hiệu của vương quyền, thì ông ấy bồn chồn, ông ấy lo lắng, ông sợ hãi, và ông ấy tìm cái cách để mà triệt hạ hài nhi ấy đi. Để làm chi? Để bảo vệ cái ngai vàng của mình. Không ai còn đe dọa cái ngai vàng của tôi nữa. Và ông thực hiện bằng cách nào? Dụ những nhà chiêm tinh, các bà nhà hiền sĩ đấy. Các ông đi, các ông thờ lại, rồi các ông trở lại đây báo cho tôi biết, tôi cũng đến tôi thờ lại. Nhưng mà miệng nói vậy thôi, lòng ông tính khác. Và sau khi các nhà chiêm tinh không trở lại, thì ông biết rằng là mình phải hành động. Và ông đã hành động như thế nào? Ông vua Herode hành động như thế nào? Ngay sau lễ Giáng sinh đấy, các con còn nhớ không? Có lễ gì? Lễ Thánh Stefano tử đạo ngày 26, 27 lễ gì? 27 lễ gì? Ôi, mấy ngày sau Giáng sinh tụi con không đi lễ hả? Ai? Đây là các anh chị lớn hơn này. Mấy ngày lễ sau Giáng sinh lễ gì? Lễ gì con? Lễ Thánh Gioan Tông đồ. Rồi lễ gì nữa? Lễ gì con? Dạ thưa cha, lễ các thánh anh hài. Lễ các thánh anh hài. Cảm ơn con. Đấy, tại sao lại có cái lễ đấy? Bởi vì đấy, ông vua Herode, sau khi ông thấy rằng là các nhà hiền sĩ không trở lại nữa, cho nên ông thực hiện một cái hành động vô cùng hiểm ác, giết sạch hơn bỏ sót tất cả các trẻ em tại Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống.
ông giết hết. Đấy là con người của bạo lực, đấy là con người của gươm giáo, của súng đạn, của giết chóc. Cái hình ảnh đấy hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của hài nhi Giê-xu ở trong máng cỏ, trong thinh lặng, trong nghèo túng, trong đơn sơ, trong âm thầm. Nhưng mà khi chúng ta nhìn, chúng ta ngắm, chúng ta chiêm bái, tâm hồn chúng ta được bình an. Tâm hồn chúng ta được bình an. Và cái bình an ấy, những cái thứ bên ngoài không thể mang đến cho chúng ta được. Bình an ấy chỉ có Chúa Giê-xu mang đến cho chúng ta. Chỉ có hài nhi Giê-xu ở trong máng cỏ mới mang đến cho chúng ta. Và tâm hồn chúng ta cũng phải là một tâm hồn xứng đáng thì chúng ta mới đón nhận được cái bình an ấy. Và chúng ta cũng được mời gọi để trở thành những người kiến tạo bình an. Mới Chủ nhật vừa rồi, chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Chúng ta được nghe đoạn tin mừng về việc Đức Mẹ Thánh Giuse dẫn Chúa Giê-xu chạy hội đền thờ Jerusalem, bị lạc mất con, tìm 3 ngày mới ra. Bao nhiêu cái lo lắng, bao nhiêu cái khổ sở, bao nhiêu cái mồ hôi, cái nước mắt nữa. Nhưng mà Đức Mẹ có bạo lực không? Không hề bạo lực. Con ơi, tại sao con lại xử với mẹ như vậy? Con không biết rằng cha mẹ đang lo lắng tìm con sao? Đấy, cái hình ảnh đấy. Từ đó để chúng ta nhìn, chúng ta chiêm ngắm và chúng ta sống thể hiện trong cuộc sống của mình. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, đừng bao giờ hành xử một cách bạo lực ở trong gia đình. Hỡi bậc những người vợ, người chồng, những người đặc biệt, những người làm chồng trong cái xã hội Việt Nam chúng ta, hay dùng bạo lực đối với vợ của mình. Hãy dừng lại, hãy nhìn vào máng cỏ, hãy nhìn vào hài nhi Giê-xu để chúng ta sống cái tinh thần bình an. Và chúng ta đón nhận được bình an ấy, chúng ta cũng biết rằng chúng ta cũng sẽ có trách nhiệm xây dựng bình an. Cái bình an ấy trong thế giới, trong xã hội ngày hôm nay rất cần. Đi ra ngoài xã hội bây giờ chúng ta thấy báo đăng đấy, quẹt xe một chút xíu thôi là có thể gây án mạng ngay. Quẹt xe một chút xíu thôi, người ta không giải quyết hòa bình được, người ta dùng bạo lực để giải quyết với nhau. Và chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, ngày Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để cùng qua Mẹ và cùng với Mẹ chiêm ngắm và cố gắng cầu nguyện để làm sao tâm hồn của mình thực sự được đón nhận bình an của Chúa Giê-xu. Và đến lượt chúng ta cũng phải là những con người có khả năng xây dựng và kiến tạo bình an. Dù chúng ta là những người ở những bậc sống nào, dù chúng ta ở những hoàn cảnh nào, các con thiếu nhi, các con cũng có khả năng để kiến tạo bình an. Như nãy các con kể ra rất nhiều cầu nguyện, lần chuối. Còn trong hành động của các con cũng có thể thực hiện được điều đó. Kiềm chế lại, đừng có đánh bà, đừng có đánh em, vân vân. Những cái việc đấy là những cái việc mà chúng con đang góp phần để xây dựng và kiến tạo hòa bình của thế giới. Gia đình có bình an, cộng đoàn sẽ có bình an, xã hội sẽ có bình an và thế giới sẽ có bình an. Đấy là cái mơ ước của chúng ta, đấy là cái khát vọng của chúng ta trong ngày đầu tiên của năm mới này. Xin Chúa chúc lành cho khát vọng ấy và xin cho mỗi người chúng ta thực sự đón nhận được bình an của Chúa Giê-xu và thể hiện được bình an ấy trong tương quan hàng ngày.